Trước màn hình của anh chị là một ngôi nhà vừa mới xây dựng, tọa lạc tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì ngày hôm nay Tài được lời mời của chị chủ nhà để vào review và gửi bán cho chị ha. Một căn nhà với tổng diện tích là 355m², tọa lạc tại trung tâm của xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà thì vừa mới xây dựng rất là kiên cố, nhưng mà buộc phải bán vì chồng của chị này ham chơi cờ bạc, nên giờ cũng nợ nần một cái khoản tiền rất là lớn anh chị. Nên giờ chị cũng đành bán nhà tâm huyết trong nước mắt để gồng gánh cái tiền lãi cho tiền nợ cho chồng ha. Xin mời anh chị và cô chú cùng xem hết cái sản phẩm ngày hôm nay ha. Trước tiên thì ta giới thiệu về kết nối giao thông ha. Di chuyển thẳng trục đường này thì anh chị sẽ về trung tâm của thị trấn Ngã Giao, sẽ đi về về hướng của Đá Bạc, đi đường này cũng được luôn anh chị ha. Thì căn nhà của mình á, ngang á là được 6,7m, chiều dài á thì được 63m ha. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là ở phía sau top hầu còn là 4m2. Nhưng mà cái khoảng top hầu ở phía sau á anh chị thì nó ngắn thôi, chứ không phải là top từ trên xuống dưới ha. Thì cái khoảng top hầu đó thì có thể anh chị sở hữu về mình tận dụng để mình nuôi gà, mình trồng rau sạch ha. Thì Tài đang di chuyển phía bên hông nhà để review ở phía cái ranh giới ở phía ngoài để cho anh chị và cô chú cùng xem. Sau đó Tài sẽ tiến vào trong quay chi tiết ha. Ở xung quanh của thửa đất của chúng ta thì rất là nhiều hộ dân đang trồng hoa màu ha. Đó. Ở cái khoảng phía sau của mình thì bị top 4m2 anh chị. Nó cũng không đáng kể ha. Nếu như anh chị mà anh chị vào xem căn nhà này thôi là cực kỳ là thấy ưa thích. Về cái top hậu thì mình cũng bỏ qua được, chăm trước bỏ qua được ha. Di chuyển theo cái trục đường này thì anh chị sẽ ra trung tâm của xã Bình Giã ha. Ở chỗ Bình Giã này thì có chợ Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, điện máy xanh. Nói chung là từ cái căn nhà của mình mà di chuyển ra những cái khu tiện ích đó, thì tầm 2 phút chạy xe thôi anh chị. Ở đây là khu bàn cờ nên dân cư ở chỗ này thì rất là đông ha. Và rất là thuận tiện để cho anh chị di chuyển đi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, đi thành phố Hồ Chí Minh, đi về biển Vũng Tàu ha. Hiện tại thì trước đất của mình á có dây điện, dây wifi, nước máy ha. Đó, di chuyển thẳng trục đường này thôi là anh chị sẽ về tuyến đường Mỹ Xuân, Ngã Giao, Hòa Bình ha. Căn nhà của mình thì xoay mặt về hướng Bắc anh chị. Ranh giới á thì đã rào rõ ràng rồi. Ở phía trước á thì có một cái mái hiên cực kỳ là rộng luôn ha. Có thể là anh chị đậu được 2 chiếc ô tô ha. Cái cổng của mình á thì rộng 4m. Cái làm bằng cửa sắt và cửa kéo anh chị ha. Ở dưới thì được lót bằng gạch đá ha. Và xung quanh tường của chúng ta, của căn nhà thì được hàn những cái sắt kiên cố ha. Bước vào trong thì là một cái cánh cửa 4 cánh được sơn màu trắng ha. Và ở trên tường á thì được ốp gạch cao khoảng 1,5m ha. Còn ở dưới á, dưới gạch nền á thì được lót đá bóng kiến. Nó cái khoảng phòng khách của mình á thì để sofa ha, và tiếp khách có 2 cái cửa sổ ha. Thì mình đón được cái nắng và gió trời ha, rất là mát mẻ. Cái đường luồng để đi xuống dưới nhà bếp á thì rộng khoảng là 1,5m anh chị. Nhà của mình á thì 3 phòng ngủ ha. Đó. Thiết kế rất là sang trọng ha. Ở trên thì được đóng la phong. Và mỗi phòng đều có cái cửa sổ để anh chị mở ra để đón được cái gió, được cái ánh nắng chiếu vào ha. Điện thì đi điện âm
Và hiện tại thì chưa có máy lạnh anh chị ha, đã có dây điện chờ. Nhưng mà nếu như anh chị sau này sở hữu thì mình có thể mình lắp máy lạnh thêm ha. Nhà thì rất là sạch sẽ và tươm tắp luôn. Phòng ngủ hiện tại thì đang chị chủ thì xài quạt, và ở đây thì cũng không cần xài máy lạnh anh chị, mở cái cửa sổ ra thì gió nó thổi vào rất là mát. Còn cái khoảng dưới này là khoảng nhà bếp, được thiết kế cũng rất là tỉ mỉ, bỏ có chỗ bỏ tủ lạnh nè, nấu ăn xong thì mình dọn qua cái bàn bên này để mình dùng bữa với gia đình luôn ha, tạo cho mình một cái không gian rất là ấm cúng. Còn ở dưới này thì mình để máy giặt, đó, nhà tắm, phòng vệ sinh ha. Cái khoảng ở sau này thì có anh chị có thể là mình chạy xe, đuôi sau này mình để, hoặc là mình phơi áo quần ha. Và ở sau này thì có một cái phòng nhà vệ sinh riêng. Đó, cái khoảng sân vườn phía sau này thì anh chị tận dụng để mình trồng rau sạch, và rào cái khoảng ở phía sau bị tóp đó anh chị, mình có thể mình nuôi gà ha. Tường thì xây rất là cao, rất là kiên cố ha. Đó, cái khoảng tóp là một tí xíu ở phía sau này thôi anh chị, ngay cái chỗ cây đu đủ này thôi ha, nó cũng không đáng kể đâu. Từ cái vị trí của cái căn nhà ngày hôm nay mà anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về xem thì tầm khoảng là 70 km ha. Nếu như anh chị ở thành phố biển Vũng Tàu di chuyển về xem thì rơi khoảng tầm là 40 km, cách biển Hồ Tràm Hồ Cốc rơi khoảng tầm là 15 km thôi ha. Từ căn nhà vườn của mình mà ra những trung tâm cơ quan hành chính của xã Bình Giã như Ủy ban Nhân dân xã, những trụ sở công an thì bán kính chưa đầy 300 m là ra tới rồi anh chị. Và ở khu vực này thì xã Bình Giã thì đa số thì những người dân theo đạo Thiên Chúa rất là nhiều ha. Ở đây thì về tôn giáo thì đạo Thiên Chúa, nhà thờ thì hai ba cái rất là lớn. Thì Tài cũng báo giá để cho anh chị và cô chú cùng được nắm luôn ha. Thì căn nhà này được chủ gửi bán với giá là 1,4 tỷ ha, chỉ là bớt giấy tờ thôi, tại vì chị cũng mong muốn bán nhanh để trả nợ cái khoản tiền cho chồng, và còn một ít thì đi tìm một cái căn nhà nào nhỏ nhỏ để làm lại từ đầu cho chồng anh chị ha. Thì giờ cưới một ông chồng mà ông chồng ham chơi mà nhát làm thì giờ người vợ cũng phải còng lưng để gánh anh chị ha. Nếu như anh chị cô chú nào mà quan tâm về cái căn nhà ngày hôm nay thì liên hệ cho Tài theo số điện thoại Tài để cho mọi người ha. Tài sẽ dẫn anh chị cô chú đi theo đi xem thực tế của cái căn nhà, và cũng như gặp chủ để trò chuyện, hai bên trò chuyện thương lượng được một cái giá tốt nhất để sở hữu được căn nhà này ha. Hiện tại thì cái sổ á anh chị thì Tài cũng nói trên video luôn rõ để cho anh chị được nắm ha. Sổ thì hiện tại là sổ cũ, chủ bán cái giá đó là dường như là buông sổ ha. Thì mình sẽ làm lại cái khu đo. Thì khu đo nếu như anh chị mà sau này sở hữu á, thì Tài sẽ hỗ trợ cái phần mà làm khu đo cho anh chị. Nó cũng nhanh à, chứ không phức tạp đâu anh chị ha. Giờ chủ cũng rất là cần tiền, mà mình mà mua mà mình ép nữa thì cũng tồi cho người ta. Còn đây là toàn bộ những hình ảnh ở trên flycam ha, để cho anh chị cô chú quan sát được cái quang cảnh xung quanh của cái căn nhà của mình ha. Rồi bây giờ Tài di chuyển flycam ra tới đường Mỹ Xuân ở giao và quay xung quanh quang cảnh xung quanh để cho anh chị và cô chú được xem cái khu dân cư và những cái khu tiện ích ở khu vực xã Bình Giã ha.
Xung quanh căn nhà thì rất là nhiều những cái biệt thự, những cái nhà vườn anh chị ha. Ở đây thì khu Bàn Cờ, anh chị đi đường nào cũng ra được đường chính Mỹ Xuân, Ngoại giao Hòa Bình ha. Đó, chạy thẳng một trục đường này thì từ cái vị trí đất của mình mà di chuyển ra đường Mỹ Xuân, Ngoại giao Hòa Bình thì rơi khoảng tầm 200 đến 300 mét anh chị. Ở đây thì có giáo xứ Vinh Châu nè, giáo xứ Vinh Hà ha. Còn ở người dân thì người ta gọi ở đây là nhà thờ Lăng Một. Đi vào trong thì Lăng Hai, đi vào trong nữa Lăng Ba anh chị ha. Đó, trước màn hình anh chị là đường Mỹ Xuân, Ngoại giao Hòa Bình ha. Ra tới đây thôi là mình đầy đủ những cái mặt hàng tiện ích phục vụ cho nhu cầu đời sống của anh chị rồi ha. Nào là những cửa hàng bách hóa, những cửa hàng dân dụng, gia dụng phục vụ cho nhu cầu của con người. Di chuyển thẳng trục đường này thì anh chị sẽ về Bình Giã thì giáp với Bình Trung ha. Thì mình sẽ qua Bình Trung, rồi mình mới qua Xuân Sơn, rồi mới tới Sơn Bình, rồi mình mới về Xuyên Mộc. Đó, rồi mình mới tới biển Hồ Tràm, Hồ Cốc ha anh chị ha. Đó, khu dân cư thì ở cực kỳ là đông luôn ha. Rồi còn di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về trung tâm của thị trấn Ngoại giao ha. Đó, từ vị trí căn nhà mà di chuyển về trung tâm của thị trấn Ngoại giao thì rơi khoảng tầm là 2 km anh chị. Đường xá thì khu Bàn Cờ mình muốn di chuyển đường nào cũng được, nhà cửa thì ở rất là sang sát ha. Rồi sau đây tài xin gửi sổ cũng như là phân tích cái vị trí ở trên Google Maps ha, và đồng thời dẫn anh chị đi tham quan một vòng ở xung quanh cái khu vực Bình Giã ha, và cũng kết thúc video. Rồi còn đây là sổ của thửa đất anh chị ha, tờ bản đồ thì 13 nhưng mà khi đã là làm khu đo thì tờ bản đồ sẽ thay đổi ha. Đó, thửa thì cũng thay đổi luôn ha, địa chỉ ở xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng diện tích là 270 mét vuông ha, hình thức là sử dụng riêng ha. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất anh chị ha, còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất. Đất của mình thì khi mà làm khu đo mới thì cái sổ của mình là sẽ thay đổi cái tờ là tờ 40 và thửa là thửa 20 anh chị ha. Và cái diện tích đất của mình khi làm khu đo thì có thể là tăng hoặc giảm, thì thửa đất của mình sẽ tăng lên là 355 mét vuông anh chị ha. Rồi còn đây là vị trí ở trên Google Maps ha, cái phần vị trí này thì anh chị vui lòng kết bạn Zalo, tài sẽ gửi đường link qua cho anh chị tham khảo ha. Đó, di chuyển thẳng một trục đường thì anh chị sẽ về đường Mỹ Xuân, Ngoại giao Hòa Bình ha. Ở tuyến đường này thì bám trên cái trục đường này thì rất là nhiều những cái quán xá kinh doanh. Đó, ở đây thì có chợ Bình Giã ha, cây xăng. Nói chung cái vị trí của thửa đất của mình thì gần với giáo xứ Vinh Hà này. Đó, ra tới đây thì khu khu vực đông đúc mà. Đó, là trung tâm của thị trấn Ngoại giao đó anh chị. Còn di chuyển hướng ngược lại này thì anh chị sẽ về nhà thờ giáo xứ Vinh Trung ha. Đi đường T, đường tỉnh 765 ha. Qua Xuân Sơn, qua Sơn Bình rồi mới tới Xuyên Mộc về Hồ Tràm ha. Bửu.
Đó, phần vị trí này thì anh chị kết bạn Zalo Tài gửi qua để cho anh chị tham khảo thêm ha. Rồi, cuối video thì Tài dẫn anh chị đi tham quan một vòng ở khu vực xung quanh cái căn nhà của mình cần bán ha. Đó, đường thì đường nhựa, hai xe ô tô né nhau thoải mái anh chị ha. Đó, trên cái trục đường nhựa này thì rất là nhiều nhà dân. Ở đây thì có dây wifi, điện nước, rồi điện nước máy rồi đầy đủ anh chị. Từ cái nhà của mình di chuyển thẳng một trục đường này thì anh chị sẽ về đường Mỹ Xuân ở Giao Hòa Bình ha. Sẽ ra chợ Bình Giã, về giáo xứ, rồi điện máy xanh, bách hóa xanh, thế giới di động ha. Ở đây thì đường xá thì kết nối giao thông cực kỳ là thuận lợi luôn, khu bằng cờ. Và ở đây thì cực kỳ an ninh ha. Những tuyến đường ở nông thôn, ở khu vực xã Bình Giã nói riêng và huyện Châu Đức nói chung thì toàn bộ những tuyến đường nông thôn đều được nhà nước lắp cái hệ thống camera an ninh ha, để giảm tải những cái trộm cắp ha anh chị ha, bảo vệ cái tài sản cho người dân tốt hơn. Rồi, trước màn hình anh chị là đường Mỹ Xuân ở Giao Hòa Bình, rẽ tay trái thì anh chị sẽ về biển Hồ Tràm Mũ Cốc. Rẽ tay phải anh chị ha, xin lỗi ha. Còn rẽ tay trái thì anh chị sẽ về trung tâm của thị trấn Ngãi Giao, đi về thành phố Vũng Tàu, đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý anh chị, cô chú đã dành một chút thời gian xem cái video, cái sản phẩm ngày hôm nay ha. Tài cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị cô chú ở video tiếp theo ha.